Đây là video mà sau khi trở lại client mới, mình quyết định là mở rương từ client cũ. Mình kiếm được khoảng hơn 70 rương, nhưng mà rất tiếc là chìa khóa mình có 71 cái rồi. Là mở 71 rương, cộng thêm 3 máy viên nữa, ok. Bây giờ mày chọn đây, mở rương hay là mở viên trước? Rương dưới đây. Mở rương trước đúng không? Mở rương tuyệt phẩm hay là rương bình thường trước? Tại vì rương tuyệt phẩm là có bóc nè, đấy, từng móc là lắng được quà nữa, mở gì trước? Mở rương thì không biết đi. Ok, mở 10 nha. Đấy, giờ mình mở. Mở 10 nha. Tuyết trực tuyết. Một được cái giá tình như skin này có rồi đúng không? Tata cầu bầu cũng được. Anh cần đi tụi thảo ui skin này. Sao hãy? Skin này có luôn rồi. Uyana chấm phổ skin này cũng được. Đây. Một mắt. Mấy cái sao chắc một mắt hay. 825 luôn à, 825 là nhiều huyết nhờ. Ta lấy cái này luôn nha. Làm cái mở đi, lấy chút đi. Chút, lấy móc đã. Mở 2 nè. Được gì? Được chưa? Được chưa? Cũng đẹp, cũng đẹp. Mày skin, skin đó mà cũng đẹp à. Skin nó hơi ác đó à. Rồi, mở rương nha. Rương em ạ. Mở đây. Thêm 2 rương nữa nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tao bảo mà. Mà bạn tướng nhiều đấy. Ok. 3. Skin này cũng đẹp nè. Cái cô thủ lĩnh nó lớn như skin này có rồi. Có rồi. Chưa rồi. 2 chìa khóa. Ô, có chìa khóa nè, ngon. Fake đây. Kiểu cái clan này nó qua đổi mới thêm ấy. Mình không rõ là đổi như nào, nghe chung nhiều phết. À 2/10. Ui giời. Kiểu nick mà nhiều skin quá rồi. Là giờ mở ra skin nào có phải bình thường. Kiểu thế. Mở phê không? Lại 2 rune nữa. Bây giờ 2 rương phải đi kèm 2 chìa khóa đúng không nhờ? Lưỡng búa. Lưỡng cực lông chào. Ghét skin đâu, tí ghét không à, mở xong rồi. Ý là nếu mà tặng 2 rương là phải tặng phải kèm 2 chìa khóa luôn chứ đúng không? Ugot phải bình thường. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là thấy được cái Vayna là ok. 20 cái tím luôn. 20 tinh hoa. Phê. Nhiều quá. Ê, nhiều vãi liền đây, kiếm đâu có dễ đâu. Bây giờ tí nó mở viên là viên là chắc chắn ra mặt. Úi xời ơi, mập ơi. Nhiều quá. Lý sinh cổ điển, như tao nhớ mày đéo có skin này hay sao ấy. À không, Lý sinh nó có hết rồi mà. Nó chỉ thiếu Lý sinh gì ấy. Nó thiếu 2-3 skin Lý sinh gì thôi. Lý sinh nó có hết rồi. Mùi luôn, ngon ấy. Lại rương tiếp. To. Em ta kêu cái lại. Thì lúc do wifi ấy. Con linh vũ khí tối thượng như skin nữa có rồi. Woodborne Assert à, skin này cũng được. Bỏ mắt. Vì khó. Như đây. Úi giời ơi. Nhiều thế nhờ. Lâu rồi mới cảm giác mỡ đã tay. Lại rương tiếp. Úi giời. Ethiopia. Thôi bản thứ. Không, tí nữa mở mấy cái này là chắc chắn ra chắc chắn ra bản skin này. Mấy viên này skin này có rồi đúng không? Rồi, có rồi. Kỳ âm nhập. Tính ra tao thấy mày ở dưới mày có đóng biểu tượng với lại mắt xong đổ mẹ đi. Thôi để đi bà, chưa cần thiết nữa. Mắt đẹp, skin mắt đẹp. Skin đẹp vãi liền luôn, thần Hải nó bỏ tiền á. Vậy skin nó hơi bị đẹp luôn, thần Hải nó bỏ tiền nó mua mà. Đi ra được cho tiếng này skin mới, đẹp vãi liền. Cái dáng đi. Lấy luôn, xí là lấy chứ. Anh nhớ đẹp lắm, đúng rồi. Đẹp mà, đẹp vãi liền.
Chỉ về bên anh Tú nhưng mà có rồi. Ê dạ, để kêu bên tao rồi nè. Ủa, riêng về bên anh Tú mà, nó là... Đúng rồi. Ừ, nó màu đỏ mà. Rồi, giờ hết hết rương rồi nè, giờ qua mở Viên nha. Viên nghe mập. À, mở mẹ túi trước đi. Ừ. Mở túi hả? Ừ, túi này 4 skin. Dạ. Skin ông có rầu hết mẹ tệ. Rai bóng quân cũng có rầu. Chào bà nắp tình. Xin nghĩ ta sức mình. Được. Tính ra mấy cái mảnh rải rải này cũng được. Tí xoay ra nhiều khi ra skin ngon. Ờ đúng không ạ? À, không, mấy cái... mình phải đổi hết mấy cái skin của trước. Mới lấy tình hoa cà đó, mình đổi hết skin của trước. Rồi mình mới lấy mấy mảnh rải đó mình rôn. Khổ mẹ. Mà còn mấy skin này, mấy skin đỏ này thì mình phân tích ra để lấy tình hoa cam. À còn lại mấy skin dơ dơ là xoay. Kiểu mấy skin mình có rồi là mình phân tách Thunoka đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À hiểu hiểu. À tức là mấy skin nào này như có rồi. Thì mấy skin nào đỏ đỏ thì cứ phân tách ra. Ừ. Nếu như có rồi thì phân tách ra. Ừ. Còn nếu như mà skin sử thi hay mấy skin đã tiền á thì mình đổ hình tinh hoa cam luôn. Ừ. Còn mấy skin rẻ mà có rồi á thì mình roll. Ờ ừ, ok. Thấy không? Rồi rồi rồi. Ủa được cam biểu. Mở biểu được túi á. Ờ 3-4 skin gì vậy. Mở thấy chưa tao bảo rồi qua client mở tranh thủ mở đi. Lúc cái hệ thống nó chưa sửa mà tranh thủ mình mở. Ồ toàn skin bình thường á. Sao xung quá x real mà có skin này rồi. Đó ông mở mẹ túi đi. Mở cái túi được anh, mở túi được anh. Ừ, sao này. Ừ. Rất bồi đẹp nè. Ờ, rất bồi đẹp nè. Ông chùm chế độ đẹp nè. Lâu lâu đậu đậu với chờ siêu nhân thiên hà hồi cũng chán. Nếu tôi mặc vụ dành dùng tố là chút tí. Không, tao nói mở lâu mà, đâu phải mở nhanh đâu, mở lâu lắm á. Tôi tin mặc vụ, à đỡ sẽ tin này nè. Gì? Dành na gì? Mẹ phải là có fit đồ stick Anh Quốc. Giờ biết mấy skin người luôn ba. Biết thiệt. Sao đó luôn. Nhưng mà mày có rồi nè. Rác mọc mà có rồi. Có khoảng ngục. Ừ skin nhầm mọc có rồi. Ui mùi tên hoa thần khỏi ngon nè. Trăm. Trăm chưa đổ được rồi. Ừ trăm đổ được rồi nè. Ừ để đâu. Đổ đi đâu đâu. Trời 83 mảnh skin. Sợ ấy. Rồi giờ là đổi trước đúng không? Rồi kìa lại ao đâu rồi. Mình mạng lắc quá, filter thôi. Vào đây. Rồi cái filter đi, bấm filter cho nó cái ở trên góc kìa, theo lại dây cái, theo lại dây cái thì mình đổi hình như thế được không? Đổi theo bậc á. Cái gì? Phải rồi tình kiếm á, đó. Đổi theo đây, ờ, theo lại đổi mày giá trị. Kế xuống dưới cùng đây. Bây giờ à, sao? Cái bác sĩ đi đó, mấy cái skin mà rẻ rẻ mà chưa có thì cứ đổi ra thành có đi. Là đổi thành trang phục viện. Nâng cấp, nâng cấp thành trang phục viện, đúng rồi đó. Nâng cấp luôn á? Ờ, nâng cấp luôn. Phí thế. Nâng cấp đi. Ok. Tại vì mình còn nhiều skin đỏ mình chưa có ấy mà, cứ à. Nâng cấp đi. Là vậy. Tại vì lát rồi mình lấy skin đỏ đó là tách ra hành tinh hoa cam để đổi hết mấy cái skin nhỏ nhỏ có rồi á thì nó sẽ tăng cái xác suất để mình ra cái skin bự, hiểu không? À hiểu. À tức là mình giảm, tại vì skin mà mình có một lần thôi cho nên là mình có rồi thì nó sẽ không có xuất hiện nữa. Rồi hiểu. Để nhận skin rẻ để nhận skin mặt hơn. Rồi hiểu. Giờ đổi cái này đúng không? Nâng cấp đúng không? Đúng rồi, nâng cấp hết đi. Rồi. Đó là như nó nâng cấp hết đi. Chiến thuật này nghe cũng hợp lý đấy. Cũng ê. Ê Hưng, mình vô cài đặt, mình vô setting đi, mình vô setting đi. Vô setting. Ừ. À, bật cái chế độ có hình thấp đi, để bỏ qua animation cho khỏe mà. Ê, xong đi. Là đỡ phải nó sai sai á, thì rồi. Rồi đó. À. Giờ đi. Bố mày đang stream mà, sai sai cho nó kiểu bất ngờ chứ.
Nâng cấp luôn đúng không? À, nâng cấp luôn đi. Chưa có. Với sự tin tưởng chưa có. Nhưng mày còn một đống thần họ nữa mà đúng không? Ờ đúng rồi đó. Lấy hết luôn đúng không? Skin nào mà chưa có lấy hết đi. Ờ đúng rồi. Lấy cái này có 200 mấy rồi đó. Để bè à. Đó cái này có rồi thì từ từ để lại. Có rồi thì để lại lát xoay. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Có rồi gì ghê. Lấy luôn nha. Ờ. Vượt má. Tôi tính là mới mở thôi. Yeah. Psycho à, đến năm mới tập nó cũng full ha. Mà mẹ phải liền 3 skin Psycho luôn à, khùng à. Lấy hết luôn nha. Chứ đỡ hồn mày ghét. À lấy hết đi. Chứ đỡ hồn mày ghét 3 skin mở ra thành skin Psycho nó cũng phí lắm. Xin vô mày có. Không có rồi. Lấy luôn nha. Ừ ra mất này nó hay. Ra mất thì cổ lắm luôn nè mày. Nhìn đẹp mà đúng không? Ừ. Cái này chơi Aran được. Orianna. Ông có rồi. Lớt còn. Lớn tỉnh bà. Di sản đồ thì cũng. Nasus lấy luôn à? Nasus lấy luôn. Ai tính ra hồi xưa mở skin Nasus khó lắm đi. Khó lắm không? Ờ. Giờ mở ra quá trời. Có cầu thì có rồi. Lên đoạn nào thôi nha, quay bẹ. Là sao lại có rồi, vô tù, à vô tù. Như hai quả lịch sinh được quá rồi. Em sao vậy, ở đi sinh có ghép ra hàng xịn. Tí nữa ghép bạn, tí nữa ghép. Giờ mình đã cấp mấy skin bình thường để cho nó giảm tỷ lệ ra mấy skin cùi cùi đó. À, chiến thuật của bạn thôi, tôi thấy nghe cũng hợp lý. Tao thấy tinh hoa rồi mà ba ơi. Trên nó còn mấy skin đỏ chưa phân tách nè. Lista có rồi, Jack có rồi, Anna có rồi. Anna chú tuyết nè. Tao thấy bạn thích chơi Anna hả? Thì Anna mấy skin cổ cổ này lúc kiếm khó lắm, đâu dễ đâu. Fix đồ này để người ta cướp biển rồi, cướp biển Anh Quốc đây. À ưu tiên mấy cái di sản, thường ưu tiên mấy cái di sản đó. Sản. À, cái đồ nó cũng đẹp. Ủa mà sao gãy vậy? Đây mình xếp theo giá trị thôi, xếp theo giá trị thôi, xem sao. Xếp theo giá trị. Giá trị nó cũng thế. Nó chỉ là nó chỉ là đảo lại thôi. Ôi nãy giờ mình đang làm theo một cái thì mình làm một cái. Ừ, lên nó không thay đổi. Nghe cho ra mình nữa. Raven này có. À Raven này đẹp nè, tao hết Raven này. Có ai không có. Rồi kéo lên trên phân tách mấy cái skin kia đi. Phân tách mấy skin đỏ có rồi đi. Đỏ có rồi, có link như có rồi. Có link này có rồi nè, đó đùm nó phân tách. Cái gì phân tách sao? Mấy, 300 mấy hả? Ừ, 300 mấy. Đã rớt con rồi. Thôi rớt đi. Dana để lại nè. Liền Dana ngàn. Ê, lấy luôn đi, lấy luôn đi. Lấy luôn à? Đà Na đẹp với Linh. Cho hại bỏ tiền mua. Anh nhận hộp Amazon Prime Gaming Free chưa? Ủa là gì ta? Mới. Hình như liên kết Amazon Prime mới là được. Hình như là nó có mấy cái liên kết với mấy cái kiểu như là trang thương mại điện tử hay là gì đấy là được nhiều quà. À skin ở đây phải Linh thì biết là có rồi. Xin có rồi. Ừ, nó tính ra phân tách nó lỗ rồi. Đương nhiên bạn, mày bạn cười thôi. Nhưng mà có rồi thì mình phải phân tách thôi chứ làm sao. Vậy này là có lái không? Vậy này thì đẹp phải lên. Nhưng mà chỉ bây giờ mình phải ưu tiên mình lấy những skin đẹp trước đã. Tức là những skin mày thật sự muốn lấy đã. Còn mà phá phía sau. Có mấy skin đó muốn lấy hồi trên mấy cái dưới cục ai lấy chị ba. Nó sao lấy cũng được quá cho vui. Rồi giờ nhìn có gì. À mua lại có rồi này.
được 4K. Có đây, có đây. Gì? Một Amazon Prime Gaming Free được 4K tinh hoa cam nhiều. Thích cái nhỏ. Em muốn vào nhận cái nhỏ. À. Ăn. Đây có ra sáng kìa, ra sáng kìa. Dữ dữ, đó thôi đó, đó. Ngàn lận. À, tắt chưa? Ok, ừ, tắt mấy cái thôi rồi đi. Cái gì đó, ừ, Japan gì đúng rồi, Japan tin rồi. Lữ bố có rồi nè. Ê, lữ bố, lữ bố mày ráp, ví dụ mày mua cái đa sắc màu vàng ấy, đẹp phải liền. À. Ừ, lữ bố mà một bình thường màu đỏ, mày chỉ mua đa sắc màu vàng, đẹp lắm, tói mấy thằng. Đó rồi, mấy cái gì đó, cái tạo, ồ, skin mới đó vậy. Đó, mấy cái skin sử thi rồi đó thì phân tách ra đi. Có rồi, phân tách ra đi. Nói chung là tầm bậc sử thi trở lên thì có phân tách. Rồi bồi có lấy không? Lấy lấy lấy. Lấy luôn đúng không? Tắt ra vậy. Ờ. Bồi đẹp rồi. Cái quỳ ảo với linh. Cái đó bị to. Phải có rồi nè. Cái thấy xinh. Ừ, cái này như tao nhớ là mày có mấy cái đa sắc đẹp. Ờ, à, đúng rồi. À, 300 RB với một skin sử thi. Ờ, ờ, tí có gì. Xong stream tôi ngồi tìm hiểu. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn game giải trí nha. Ai đang xem cho mình xin làm sắp nha. Dù rít mày ta kêu cảm thương thôi. Không, từ từ ra. Bây giờ xuống dưới cái dưới, dưới này là phân tách rồi, hết nó hơi ít tiền rồi này là mình có thể gột nè. Rồi bây giờ là giờ mày còn muốn skin nào nữa không? Hết rồi đúng không? Nasus. Football Nasus hả? Ờ. Cái này đúng không? Ờ. Ok. Rồi. Ở dưới còn Nasus là cái gì đó mày? Cái nào? Dưới. Bên trái đó, bên trái còn giờ bạn đó đó. Dân ta. Thôi anh làm có nhiều skin quá rồi. Rồi. Giờ ta cho mày lượt xuống một lần thử còn skin nào muốn lấy nữa không nhá. Hết rồi, nói chung là cái skin nào mà trên 200 tinh hoa cam á thì cứ phân tách ra đi. Thôi à, tính nè, từ từ. Nhưng mà giờ con... Nhưng mà giờ có lấy để đấu skin được đâu mà phân tách để làm chi? Em đi vô con Bolivia nó có ấy không mày? Có skin không mày? Con Bolivia. Bolibi không vô vô trận nhé, vô sẽ tổng ờ vô một hai ba skin Bolibi rồi. Đây lấy skin Bolibi kia đi mày, lấy cái skin Bolibi kia này dưới đó, đó dưới. Dưới con kia nè vậy đó lượng con... chơi kia nè thì lấy ồ tàu để chơi kia nè con này đúng không? Rồi lấy con đó với con kia nè đi, con này với con này. À. Ờ, thế tao phải phân tách thêm một con nữa thì mới đủ. Không, không, từ từ, cái này phân tách con, từ, cái này. Rồi, phải không vậy? Mấy con trên này. Phân tách Japan đi, phân tách Japan đi. Japan mấy tiêu vậy? Sở cái tiêu có skin đẹp rồi mà. Ờ. Ezreal nhá. Ờ, phân tách Ezreal đi, bây giờ Japan đi. Không, Ezreal là đủ 2 skin rồi. À, nhưng mà tao tính lấy thêm mấy cái sở thi nữa. Ừ. Cái Java nữa nhá. Ừ. Ok. Ờ, bây giờ là đậu Guyana với lại Bolivia đâu rồi? Hai này đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Amumu với Makai là có skin rồi đúng không? Hai cái con dưới kìa. Hai Amumu là chưa có hả? Makai chưa có gì, chưa có luôn. Gì ta? Con gì nữa? Con là Bolibi. Rồi. Rồi đó, muốn lấy gì nữa? Ừ. Giờ bây giờ mình xếp thời giá trị đi. Giá trị, rồi. Coi thử con nào mà dùng có 220 tinh hoa cam đó thì đổi thành lấy luôn đi. Hình như con mua 220 phải. Amo á. Amo Amo dưới.
cái xuống dưới, cái xuống dưới, cái xuống dưới, cái xuống dưới. Ok. Chập. Đó, đổ đi. À, đổ đi, đổ đi. Đổi đổ luôn. Đổ đi, lát nữa xoay, ừ, đổ đi chứ lát nữa xoay ba cái xong ra lại bùm bùm nó cũng như không mà. Ý là giờ nâng cấp thành trang phục vĩnh viễn đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok. Rồi, cái lát nữa xoay ba cái bèo bèo xong đó. Đó là mới coi mấy con ở dưới này có con nào chưa có không? Đổ luôn đi, 220 á. Mấy con dưới này là trăm mấy, 220 rồi. Nó đã tiền thì cứ lấy nó mà đổi. Không, hết rồi, tới đó là hết rồi, tới đó hết sao, sao cho mấy rồi, tới đó, giờ xoay đi. Xoay là gì, chạy xuống dưới, xoay đi nhờ trừ mấy ủa, con. Ủa, mày có lấy ra không? Không, từ cái con Evelyn đó kìa. Ờ. À. Từ con Evelyn nó trở xuống đó thì xoay hết đi, còn ở trên nó mình tích RB, mình đổi dần dần qua. Rồi. Tại mấy trời kia thì nó đẹp. Bây giờ xoay trước đúng không? Ok. À, xoay trước đi. Đó, thấy không? Mình xoay skin có bao nhiêu tiền xong mình ra được cái skin này. À, skin đẹp ngay. Dạ. Lý hợp lý. Trời ơi, bạn ơi, cái chiến thuật này thực sự là hợp lý đúng không ạ? Được. Này, mình chiến thuật hợp lý đấy, chưa gì là mở tới 2 skin là toàn skin ngon không? Uống được chắc đã luôn. Đó. Ôi, Sona mà cũng hay chờ đúng không? Đúng rồi, cũng luôn kìa. Úi trời ơi, ừ, trời. Quá đã luôn. Tự nhiên tìm tưởng chờ rơi xuống. Úi trời ơi, đổi gì nữa. Đã rồi, từ Nam Tước, Non Vega. Từ từ, có con Kim Rác nè. Từ từ, để coi có con nè, Kim Rác. Đấy, 1000 lận nhá. Ờ. Thôi đổi đi, Kim Rác, Blitz với lại Mumu kìa. Đổi tên hoa cam á. Không, đổi thành trang phục vĩnh viễn luôn. Phải luôn á. Ờ, In Red, Blitz với lại gì? Amumu. Hả? Ok. À, mấy tao có skin rồi. Hả? Cũng được, skin thì cũng được. Ủa, mày thích chơi skin đi mà. Ờ, trông nó cũng. Thôi vậy, được rồi, sờ, em video đéo là con chảy là 591 skin rồi, bao nhiêu skin rồi? Đấy, 591 á. Ờ, nhớ hôm qua được coi là 591. Ờ, đấy, 591. Từ 591 lên 591 lên 628 là 37 skin. Ờ. Đấy, chơi free sơ sơ cài được 37 skin. Quá đã. Đấy, vậy là kết thúc chương trình mở hồn của chúng ta. Yeah. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào video tiếp theo nha. Bye bye.